Sáng nay em sói đến lớp một cái em hơi khó chịu một tí. Em có cái cảm giác là kiểu buồn nôn ấy. Mình nghĩ là do trời lạnh đột xuất. Chắc thế. Nên là mẹ em phải ngồi lại lớp với em một xíu xíu để xem em như thế nào. Và được khoảng 5-10 phút vào trong lớp chơi đồ chơi, chơi với các bạn thì em lại bình thường. Mẹ em với em Trích mới về nhà đây. Bây giờ mẹ em sẽ ngồi ăn sáng này, ăn bánh mì nướng bơ lạc và uống trà. Sau đấy thì đi dọn dẹp, lau nhà, thay ga gối phòng ngủ dành cho khách, vì cuối tuần này nhà Sói Chích có khách đến chơi. Ba Sói Chích thì sáng sớm nay lại bay đi Sydney đi công tác, nhưng mà chỉ đi một ngày thôi. Ngày mai ba em lại bay về. Sáng nay xíu xíu nữa là ba em lỡ chuyến bay rồi. Đến sân bay cái ba Sói Chích gọi điện cho mình bảo chỉ còn 1 phút nữa thôi là lỡ cái chuyến bay. May quá. Còn em Trích thì đang ngồi xem chương trình ABC Kids. Mẹ em phải tranh thủ dọn dẹp thật là sớm. Dọn dẹp xong thật là sớm để có thời gian ngồi chơi với em Trích nữa. Chứ mẹ em dọn dẹp là mẹ em không chơi được với em ý. Em chỉ ngồi xem tivi hoặc là chơi đồ chơi của em thôi. Mình hăng say dọn dẹp. Cũng mới chỉ được có 1 phần 3 nhà cửa thôi. Sàn nhà chưa lau được, mới hút bụi được. Dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách, thay chăn ga gối đệm, giặt chăn ga gối đệm, lau tất cả những cái thanh rèm. Lau những cái thanh rèm đấy là lâu nhất, hút bụi lau những cái thanh rèm đấy kiểu từng cái một ấy. Zoe, bây giờ hai mẹ con chuẩn bị đi đón sói này. 2 giờ kém 10 rồi, đợi đến 2 giờ thì lên xe đi đón em sói là vừa, ra đến nơi có chỗ đỗ xe mà không bị đợi lâu quá. Zoe, con làm gì đấy? That's rubbish. Cái đấy vứt vào thùng rác. Yucky. Mẹ xem nào. Dạ. Yeah. Dọn đồ mẹ em tìm được một đôi giày hồi bé của anh sói em Trích sẽ đi được. Đôi giày gọi là giày nhưng mà dáng của nó là dáng boots. Yeah. Cao quá mắt cá màu nâu nâu. That tree. Yeah, that tree. Pretty tree. That pretty? Con không đi đôi dép nâu à? Zoe? Zoe wear the brown one? Đi đôi dép nâu nhá. Nâu hay hồng? Pink or brown? Pink brown. Pink brown. Pink brown. Pink brown. It's water. Water, pink brown. Nước à? Kiểm tra hộp thư cho mẹ chưa? Kiểm tra mail chưa? Rồi, kiểm tra mail chưa? Mở ra xem nào. Có thư không? Mẹ xem nào, mẹ xem nào. Đồ của mẹ em. Nào mẹ xem nào. Yeah. Cái sản phẩm này là sản phẩm dùng cho phần nách. Cái sản phẩm này rất là phổ biến ở Úc này. Sản phẩm của Úc. Nó là dạng kem kem bôi ở dưới nách để cho cái vùng da ở nách mình nó khô thoáng ấy. Khô thoáng, không chảy mồ hôi, không có mùi. Giữ vệ sinh sạch sẽ. Hiya, hiya. Packing. Dạ. Đây, cái hộp của nó đây. Hộp bằng nhôm. Khi mở thì mình bóp vào cái thân dưới của hộp như thế này. Cái nắp trên tự nó sẽ... nó sẽ bật ra. Đấy. Có chức năng là giữ khô thoáng. Và giữ sạch cái vùng dưới nách, vùng da ở nách. Một cái đặc biệt nữa của cái sản phẩm này là nó không làm cho quần áo của mình bị vàng á. Cái chỗ mà tiếp xúc với chỗ mình dùng sản phẩm là quần áo không bao giờ bị vàng, không bao giờ bị màu. Trước đây mình hay dùng Dove. Nhưng từ khi sang đây thì là dùng cái này.
Này 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 này. Con làm gì đấy? Chui. Ôi chui chui. Vứt cái này đi chá. Những cái tờ quảng cáo này. Wow. Vứt đi nhá. Vứt đi nhá. Wow. Nana shop. Rồi. Yeah. Rồi shop. Rồi shop. Ok. Thế rồi cất đi. Lên xe đi. Lên xe để đi đi. Đi em đi. Cái gì? Không, mẹ không cần cái đấy. Của con hết. Nana shop. Yeah, Nana shop. Rồi shop, that's Nana shop. Cái tờ rơi đấy là tờ rơi shop của bà chứ. Yeah, that's Nana shop. That's Nana shop. Chị bảo không. Rồi shop. Yeah, Nana in New York now. Nana and Papa in New York. Em ngủ say sưa mẹ em lại phải bế em rồi. Zoe. Zoe. Con ơi, đến nơi rồi. Ôi giời ơi. Come on, come on. Zoe, here, here, here. This one. Hearing this one. Good girl. Let's go. Ooh, strawberry, strawberry. Zoe like strawberry. Em chích thích ăn con làm sao đấy nhở? Sói. Em sói mẹ em đến trường đó là cô giáo bảo ra đây cô giáo nói chuyện một xíu. Maybe. Em dùng cái glue tag ở trường. Em bôi lên tóc. Thế là thôi bây giờ nó cụm cụm tóc lại. Lấy hai hộp đi con. Two. Raphael. Được chưa? Do you want mommy fix this or no? I want to fix it. Are you listening? Yeah. Are you listening? So keep going then. Come on. No, this way, this way. Đây đây. No, no, cái gì mà no, no. Mẹ cần 2, 3 bó này. Chá, chá. Put it in the bag. Tranh giành nhau. In the bag. Two. Three. In the bag, please. Boom. There we go. Nào đi thôi nào. Tóc kìa. Ui dồi ôi. Túm lại một cục. May là không phải kẹo cao su nhá. Kẹo cao su chỉ có đường cắt tóc đi thôi con ạ. Yeah. Okay, come on, come on. Let's go. Yeah, don't touch it. Don't touch it. Gì hả con muốn cái gì? Rồi muốn cái gì? Rồi grape á? Grapes. Ở nhà có nho đen rồi con ạ. Hôm trước ba em đi ba em mua nho đen này. Quýt á? Không cần quýt. Thôi 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 không cần quýt. Đi 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 đi. Đi nhanh nhanh, mẹ ra mua sườn. Nhanh. Mua sườn, mua sườn. This way. Salad. Salad. Yeah, no no no, we don't need that one. Nah, we don't need that one. Dâu xịn trò này, dâu xịn trò này, 8 đô 90. Một cái hộp này. Ồ thế thôi thôi không lấy cái đấy. Không hét lên cả hai anh em. À à, Zoe, look at mommy. No screaming. Okay? Yeah. We got black grape at home. You want black grapes? No. A green one. Thế thì lại mua nho xanh vậy. Nào. Cứ túm túm mẹ đằng sau thế nhở. Lấy vừa phải thôi. Đây con. In the bag. Cười cái gì. Now. Monkey. Stop that. Let's go. Help Zoe. Help Zoe. Help Zoe. Stop that monkey chicken. Come on, let's go, let's go, let's go. Okay, let's go. Let's go. Ở đây, thế con cầm đi. Raphael, stop. Cứ kéo áo mẹ lên thế nhở. Let's go. Quick. Being silly. I'm not being you finger. Come on, Zozo. You being silly right now. I'm done. Có nặng đâu. Em chích. Có nặng đâu nhỉ?
Nào, đi ra mẹ mua ít cà chua nào. Come on. That one. This one, Jojo. Jojo. Này này, cái gì mà em không thích là em không cho vào túi cho mẹ em đấy. Ấy, ôi, ôi. Carrot. Nah, we don't need carrot. Hành nữa, mẹ cần hành nữa. Ở thế đây con cầm lại đi. Hành đâu nhỉ? Đây của con đây. Không phải cuống lên. Con nói chứ nào? You're welcome. Cho mẹ một cái. Thế đi ra ngồi xem TV với anh chói nhá. Strawberry. Hành này. Tối nay mẹ em sẽ nấu canh trứng ăn với cơm. Rau này, sườn này là để cuối tuần đãi khách. Mọi người đoán xem khách của nhà sói chích là ai đi. Để lại comment đoán xem đi. Mẹ em bật mí nhá. Là con gái. Ồ. Và rất thích ăn món sườn này. Đấy. Đồ ăn trưa của sói. Sandwiches. Mỗi miếng cắn một xíu. Còn bữa ăn trưa thứ nhất thì ăn hết sạch luôn. Không còn gì cả. Mẹ em cất đồ vào trong tủ. Sau đấy là lại ra ngoài này quét lá. Dọn lá ở ngoài kia rất nhiều. Rất nhiều lá. Đấy. Đấy. Tranh thủ lúc anh em sáu chị còn đang chơi với nhau hòa thuận. Zero zero là cái gì? Zero zero zero. Is that emergency? Yeah, for the ambulance to come. Oh, for the ambulance to come. Con ăn nhanh đi, em chích ăn xong rồi. Em chích ăn xong rồi, em chích được ra kia ngồi xem TV. Raphael, hai má em đỏ hồng lên thế kia là em bị khô da đấy, em bị nẻ đấy. Sao? Con đợi một tí anh ăn xong hai anh em cùng ngồi xem nhé. Ok. Ăn đi 5 năm đi. Con đứng xuống đi. Cứ cái ghế này em đi quanh nhà, em trèo lên các nơi, em xuống đi. Mẹ em dọn dẹp ngoài kia xong sạch sẽ thì trời cũng tối sầm xuống. Xuống, 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 xuống. Để mẹ cắt đồ nấu canh trứng nhá. Ao nhau nhau cái gì? Đây này, mẹ em dọn ở ngoài kia bị lá, bị cành cây các thứ nó cứa này. Bây giờ cắt đồ để làm canh canh trứng. Canh trứng hôm nay mình sẽ cho ớt vào vì là chỉ có mình ăn thôi. Sói chích ăn tối rồi, ăn sausage roll với party pie và đậu nữa. Cắt nhỏ đậu cho vào. Nằm 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 ăn với cơm. Phi hành củ này cho nó thơm này. Em chích nhá. Mẹ bảo không chơi với cái ghế nữa thì em lại quay ra em lôi cái bọc đứng đánh răng của sói ra. Kiểu như thôi con không chơi với cái kia nữa, nhưng mà con lấy cái khác, con tìm cái khác. Nhá. Con làm sao đấy? Con làm sao đấy? Đau ở đâu? Đau ở đâu? Boomerang của anh sói à? Anh sói đâu? Ra ngồi xem TV với anh sói đi. Đâu? Đưa đây mẹ xem nào. Lấy ra đây mẹ xem nào. Đưa đây mẹ xem. Bring it here. Wow. Nó không quay lại à? Nó không quay lại à? Cái này, ouch. Cái này chỉ để trang trí thôi con ạ. À. Chứ cái này không quay lại được. Ôi, ê, 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 ê. Đây. Hôm qua sói làm ở lớp này. Vẽ con rắn này là cái chú hướng dẫn làm, chú ấy vẽ cho các em ấy. Còn các em ấy sơn màu lên cái thân. Có nhiều bạn hỏi mẹ sói chích là làm thế nào mà khi đi mua sắm, khi đi siêu thị, đi qua các cái hàng đồ chơi, các cái gian hàng đồ chơi nhìn hấp dẫn màu mè dành cho trẻ con,
mà sói với chích lại không không đòi mua. Đợi mẹ em một chút nhá, mẹ em chia sẻ cái này. Rồi, con làm gì đấy? Em này là em nào? Em này là baby Alexander. Pepper. Yeah. No, Pepper. Pepper. Thế George đâu? George đâu? Pepper go home. Pepper go home à? Cho bột canh vào cho nó nhanh chín. Cà chua. Thì cái thói quen đi siêu thị luyện cho các em ấy không đòi mua đồ. Đấy là đi qua các cái hàng đấy, nếu các em ấy đòi, nhất định mình không mua, nhất định là mình cứ bước đi thôi. Kể cả là các em có cầm ra quầy tính tiền, mẹ em cũng cứ bước đi và không tính tiền cái đồ đấy. Để các em ấy biết là không phải cứ đòi là mua được. Chứ còn trẻ con chỉ cần một lần thôi đòi, khóc mà người lớn mua thì các em sẽ dùng cái đấy làm vũ khí luôn để lần sau đòi. No. Tạo cái thói quen xấu nhá. Đòi là khóc. Yeah. Yeah. Mẹ em luyện một phần là thế. Hai anh em đi siêu thị với bà này, với bác thì đòi cái gì bà bác cũng cho. Yeah. Yeah. Nhưng mà hai anh em biết là với mẹ, đi với mẹ, đi với bà là mẹ với ba không bao giờ mua. Này con. Rồi, hát một bài mẹ nghe. Còn đương nhiên là lần đầu tiên đi bao giờ các em cũng ngó nghiêng, cũng nhìn, cũng đòi, cũng khóc chứ. Mẹ em nhất quyết là không mua. Và sói bây giờ sói lớn rồi, lại có thêm một cái này nữa. Đấy là trước khi đi siêu thị mua đồ gì, mình với em sói hay ngồi xuống và là viết ra một cái danh sách đồ gì cần mua này, sói cần mua gì, mẹ cần mua gì. Đến siêu thị nếu cái đồ gì không có trong danh sách là em biết, em bảo cái này không có trong danh sách mẹ ạ, thôi để lần khác. Em ý thức được là như thế. Nói chung là làm cái gì mẹ em cũng để cho hai anh em kiểu có ý kiến ấy. Thì các em tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của các em ấy. Ở lớn lớn như em sói rồi, em biết rồi mới thực hiện như thế được. Còn em thích thì mẹ em vẫn thực hiện là đi qua những cái chỗ gian hàng mà em đòi cái gì mình không mua, không bao giờ mua. Chỉ trừ khi là có cái gì mình thấy mua hợp lý thì đi qua cái gian hàng đấy đã, sau đấy vòng lại mình chọn, chứ không phải là để cho các em cầm cái gì đưa cho mẹ. Các em chỉ cầm rau củ, mỗi lần mẹ chỉ là cần cái gì thì các em cầm lên. Ví dụ như mẹ bảo là mẹ cần cà chua nhá, thì là em chạy ra em lấy cà chua em đưa cho mẹ em. Mẹ cần thịt nhá, mẹ cần sữa nhá. Yeah. Kiểu như các em cảm thấy hứng thú, như là mình cũng đi siêu thị, mình cũng góp phần gọi là đi mua đồ. Làm gì cũng thế. Các em ấy có cảm giác như kiểu là mình cũng quan trọng, mình cũng như kiểu người lớn ấy. Dạ. Hôm nay tắm muộn một xíu nhá. Rồi nhá. Dạ. Up 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 up. Ồ. Ngồi im. Con bảo em ngồi. Ngồi im. Ôi cho mẹ cho mẹ. No. No. Thôi sửa. Em ốm à? No. Baby too. Thơm em thế em ốm à? Are you sick? Are you sick? Em ốm à? Không ốm à? Thôi, từ vừa nãy đến giờ uống hai hộp giấc cơn rồi nhá. Ớt đây, đậu đây,
hành với rau mùi. Hai quả trứng là ngon rồi. Đậu này. Ớt này. Sôi sôi một xíu nữa cho ớt ra vị cay. Là mẹ em cho rau với hành vào. Xong. Ngon chưa? Trời lạnh, ăn thế này là thích nhất này. Xì sụp xì sụp. Mẹ em đã gội được cái keo đấy khỏi tóc sói rồi. Mình lấy dầu dừa ra cho vào tóc em sói. Xong cứ vuốt vuốt thế này. It's gone. It's gone. Mommy get rid of it. It's gone. Đấy. Dầu dừa trước. Rồi no no no. No 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 no. Sau đấy mới gội bằng dầu gội bình thường. Yeah. Hai anh em má đỏ hết cả lên. Tắm xong bôi kem rồi trước khi đi ngủ. Mẹ em sẽ lại bôi kem một lần nữa. Zoe. Má đỏ. Má đỏ đi gọi điện cho ba đi. Nào. Ra gọi điện cho ba em nào. Xong rồi là hai anh em đi ngủ. Nào ra đây, mami khô đã đi, quick. Quick. Hai anh em khám răng cho nhau à? Bác sĩ trời à? Đến giờ đi ngủ rồi. À. Ăn cả dụng cụ của bác sĩ gì á? Hả? Này, này. Night night Zozo. Doctor? Yeah. Doctor, hi doctor. Yeah, this is silly. Okay. Okay, hi doctor. Ê, không được cắn cái này của doctor nhá. Không được cắn nhá, chỉ há miệng ra thôi. That's really being silly. Okay, night night Zozo. No, you're touching the bed. You need to close your eye. Resting, close your eye. Yeah, rest. Doctor say rest. Okay. Night night, my patient. Đau ở đây à? Đau ở đây, bác sĩ. Ok. Đâu nữa? I only check my. Your leg, okay? Okay, let me check. It's okay. You okay? Em thích liếm cái này. Nó ướt. Thế là anh sói ngửi xem có mùi gì không chứ. Ok, check. Ok, help. I need in my mouth. Em ngậm cái này rồi con ạ. Thôi, em ngậm vào rồi. Trông mặt em. Ok. Này nhá, đi. Ơi. Đi nụ nhá. Cảnh giác người. Cảnh giác. You on your own. Nah. Ah. You have a butt in her mouth. No. Don't be silly. Gọi điện cho ba em thì hai anh em âm mỹ tranh nhau nói. Ba em không nghe được cái gì cả, mẹ em cũng không nghe được cái gì cả. Doctor. Bây giờ là đi ngủ này. Hai anh em đi ngủ xong thì mẹ em ngồi dừng vlog mai lại dọn dẹp nhà cửa. Vẫn chưa xong. Mai sẽ ra ngoài khu bể bơi vlog cho mọi người thấy mẹ em đã dọn dẹp nó sạch sẽ gọn gàng như thế nào. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng ra Việt Nam mọi người nhá. Đây cứ ôn ra.